Bị Tòa án Nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng tuyên phạt án treo về tội trộm cắp tài sản. Thế nhưng bị cáo Nguyễn Văn Hùng, 50 tuổi, trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, vẫn bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 21 tháng 3, ngay khi thấy Hùng xuất hiện trở lại, Công an phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đã nhanh chóng bắt giữ để bàn giao cho cơ quan thi hành án. Theo quyết định truy nã số 03 của cơ quan thi hành án hình sự Công an thành phố, ngày 14 tháng 1 năm 2022, Hùng bị Tòa án Nhân dân quận Thanh Khê cho phép hưởng án treo về tội trộm cắp tài sản và chịu sự quản thúc của địa phương. Sau đó, Hùng bỏ trốn đi khỏi địa phương mà không thông báo cho cơ quan chức năng. Mặc dù cảnh sát khu vực đã vận động gia đình tác động, thậm chí kêu gọi Hùng quay về địa phương để được hưởng sự khoan hồng của nhà nước, nhưng Hùng vẫn ngoan cố lẩn trốn. Hiện Công an phường Xuân Hà, quận Thanh Khê đã hoàn tất thủ tục để bàn giao Nguyễn Văn Hùng cho cơ quan thi hành án hình sự quận, thay đổi hình thức ngăn chặn là giam giữ có thời hạn thay vì án treo như ban đầu.